ngày 19 tháng 4 năm 2023, huyện ủy Mỏ Cày Bắc tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là huyện đầu tiên của tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ cấp huyện và tương đương. Tham dự có ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ, trưởng ban tiên giáo tỉnh ủy Cao Văn Dũng, đại diện lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, văn phòng tỉnh ủy các ban đảng đoàn thể tỉnh đại biểu tham dự hội nghị cơ bản thống nhất với các dự thảo văn bản mà ban thường vụ quyền quỹ chuẩn bị trình tại hội nghị đồng thời phân tích làm rõ về kết quả đạt được những hạn chế yếu kém trong việc lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết nửa nhiệm kỳ của quyền quỹ thảo luận và đi đến thống nhất phương hướng giải pháp tiếp tục thực hiện nghị quyết trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ theo dõi diễn biến hội nghị bí thư tỉnh ủy lê đức thọ đánh giá cao chất lượng các báo cáo công tác tổ chức và điều hành hội nghị, Bí thư tỉnh ủy cho rằng sau hội nghị, huyện cần tập trung đánh giá thật rõ cụ thể vai trò, trách nhiệm của từng cấp ủy, từng ngành, từng cá nhân liên quan đến những lĩnh vực chỉ tiêu đạt thấp để có giải pháp phù hợp. Đồng thời, kết hợp với việc tăng cường chỉ đạo, kiểm tra đông đốc việc thực hiện nghị quyết, lãnh đạo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách toàn đảng bộ, nhất là các cấp ủy phải thể hiện sự quyết tâm, và hành động hiệu quả, đồng bộ, đồng lòng, tiến công liên tục, phấn đấu cao nhất, đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra. Trong những nhiệm vụ giải pháp đề ra tại hội nghị, Ban chấp hành Ban thường vụ quyền quỹ phải tìm đúng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để tạo chuyển biến nhanh nhất trong thực hiện, nhất là đối với 5 trọng tâm, hai đột phá và 64 đầu diệt. Phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, chăm lo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, phát huy vai trò mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước như phong trào thi đua đồng khởi mới, xây dựng nông thôn mới, thoát nghèo bền vững, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong phát triển sản xuất nông nghiệp, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội để chăm lo đời sống nhân dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 12 công trình, dự án, công việc trọng tâm của huyện quỹ đến năm 2025, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế, thực hiện linh hoạt các chính sách để thúc đẩy đầu tư, tiêu dùng, kích thích tăng trưởng kinh tế. Dịp này, Ban Thường vụ huyện quỹ đã trao giấy khen cho các tập thể cá nhân tiêu biểu, có thành tích trong nửa nhiệm kỳ qua